chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ hai, ngày 11 tháng 4 năm 2022, phần đầu bản tin sẽ có những nội dung sau đây. Nhiều địa phương đơn vị trang trọng tổ chức lễ giỗ tổ Hùng Vương. Học sinh lớp 12 có thể giữ vé vào đại học bằng nhiều phương thức xét tuyển học bạ. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Văn Lang đã tổ chức lễ dâng hương quốc tổ Vua Hùng và kỷ niệm 27 năm thành lập nhà trường với chủ đề Hào khí Văn Lang. Buổi lễ diễn ra trang trọng, ấm cúng với sự tham dự của gần 1.000 khách mời và sinh viên, đặc biệt có nhiều vị khách quốc tế. Chương trình đã diễn ra nghi thức khai chiêng, khai trống, rước kiệu, diễu hành, tiết mục trình diễn nghệ thuật, huyền sử Âu Lạc và lễ dâng hương tại phòng thờ quốc tổ. Tại buổi lễ, tiến sĩ Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Đại học Văn Lang cho biết, lễ giỗ tổ Hùng Vương là ngày lễ lớn trong văn hóa Việt, thể hiện nét đẹp uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Mùng 10 tháng 3 âm lịch cũng là ngày kỷ niệm thành lập của Trường Đại học Văn Lang. Hàng năm, đúng vào ngày này, nhà trường đều tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ tổ tiên, là dịp để tri ân những người sáng lập, nhà đầu tư và những thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đã chung tay góp sức cùng xây dựng ngôi trường. Nghi thức tưởng niệm nhằm tạo sự kết nối giữa xưa và nay, giữa người hôm nay và nguồn cội hôm qua. Đây là ngày mà các thành viên Văn Lang cùng nhớ về quốc tổ, cùng ôn lại những ngày đầu ra đời của ngôi trường mang tên quốc hiệu đầu tiên của Việt Nam. Trường Đại học Văn Lang được thành lập từ năm 1995, theo chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước. Tên trường được lấy theo quốc hiệu đầu tiên của nước ta, gợi lên lòng tự hào dân tộc, nhắc nhở thế hệ trẻ gắn công học tập, góp phần làm rạng rỡ non sông.